Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ làm một cái bài test. Mình test về luyện skill của các môn phái, trong đó mình chọn môn phái là Thiên Vương Trùy. Thì mình xem thử là trong vài tiếng thì với một số lượng bia nhất định thì nó sẽ lên skill như thế nào. Thì hiện tại là mình 19 giờ 45 phút, 18 giờ 45 phút. Để mình xem thử là trong thời gian bao lâu nó sẽ lên được 11 và trong thời gian bao lâu 16, bao lâu 20 các bạn nha. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu luyện thôi. Hello anh em. Thì như các bạn đã thấy, thời điểm mình luyện skill là 7 giờ kém 10. 7 giờ kém 10. Thì bây giờ là 8 giờ kém này, 9 giờ kém này và 10 giờ kém này, là gần 3 tiếng đồng hồ. Thì mình luyện skill trùy của Thiên Vương Trùy. Như các bạn thấy đấy, hiện tại là 19 skill gần max đấy, gần max rồi các bạn này, vẫn lên rất là đều này đấy. Thì như các bạn thấy đấy, hiện tại là mình luyện theo kiểu là mình luyện biên người. Nhiều anh em vẫn đang thắc mắc cái anh kia nha, bây giờ luyện skill như thế nào, nó làm sao, anh chỉ, anh hướng dẫn cho bọn em, cho bọn em biết. Ok, nếu như là những cái clip bình thường là chỉ là quay clip rồi nói tào lao xịt bợp thì tất nhiên là nó sẽ không có dẫn chứng cụ thể, thì anh em sẽ không tin. Thực tế dù anh em có những clip thì mình nói nhưng mà anh em lại phản bác lại, thì mình có những clip dẫn chứng, ví dụ như là thực nghiệm về việc thiên nhãn với lại năm độc, hay là thực nghiệm về việc cai cấp. Thì hôm nay thì mình cũng thực nghiệm luôn, bởi vì mình có một con PC và bây giờ mình chuẩn bị đầu tư thêm con PC chính của mình. Mình sẽ đẩy cái số lượng nick luyện skill của mình cao lên. Thì khi mà số lượng bia càng cao thì luyện skill nó càng nhanh. Ví dụ bây giờ mình luyện là 3 tiếng đồng hồ đi. Đó, từ 8 giờ kém này, 7 giờ kém này, 8 giờ kém, 9 giờ kém, 10 giờ kém, 3 tiếng đồng hồ là max. Bây giờ chuẩn bị max rồi các bạn, 10 phút nữa là đủ 3 tiếng. Thì bây giờ là mình cũng gần rồi này, 6 máy 7 máy rồi này, gần max rồi, cái phần trăm đó lẫn lên đều các bạn này. Có nghĩa là trong 3 tiếng thì mình luyện max skill tree. Tất nhiên mình sẽ luyện thử hai cái môn phái mà cực kỳ khó nữa, đó chính là thiên nhẫn thiên ngoại lưu tinh và môn phái côn lôn đao. Hai môn phái cực kỳ khó. Côn lôn đao là từ skill 15, 14, 15 trở đi cực kỳ lâu, thiên nhẫn thì cũng thế, 15 16. Thì mình sẽ test. Sau rồi mình sẽ nhận luyện skill. Ít bữa open thì mình chỉ nhận server Biển Kinh thôi các bạn nha. Tất nhiên là ở bên server Tương Dương thì mình cũng sẽ làm một dàn nick. Thì anh em nếu có nhu cầu thì mình sẽ luyện hai bay luôn. Nhưng mà trước mắt thì mình ôm một bay trước, chứ còn nhảy qua nhảy về nhiều lúc nó không đủ nick, mình phải dồn nick mình đẩy mình luyện cho anh em với một cái tốc độ nhanh nhất. Ví dụ như bây giờ là số lượng clone của mình, số lượng nick của mình là khoảng là một số lượng nhất định như vậy, thì mình luyện 3 tiếng match trì. Thì bây giờ mình đẩy lên khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thôi match trì thì nó phê hơn, đúng không các bạn? Đỉnh chưa anh em? Đó, đúng không các bạn? Nó có đỉnh. Số lượng nick mình đứng là mình dồn là nguyên một đống ở dưới này. Đấy. Cho nên là anh em yên tâm về các vấn đề luyện skill, các bạn cứ EB cho mình. Mình sẽ lấy giá nhẹ nhàng của các bạn, và mục đích của mình á, giá thì nó là một vấn đề. Mục đích của mình đây là mình muốn đẩy cho các bạn max kỹ năng 90 nhanh nhất có thể. Nhanh nhất có thể, và tất cả các phái mình đều sẽ nhận với một cái mức giá ổn định cho tất cả anh em. Tất nhiên là môn phái thiên nhẫn với côn lôn thì nó lâu hơn rất nhiều. Lôn đao á, hai môn phái đó là hầu như là ai cũng né. Hai môn phái lâu hơn rất nhiều. Thiên Vương Trùy mà luyện như thế này thì chắc có lẽ là võ đăng thiên địa chắc luyện có thể nửa tiếng 1 tiếng xong. Đấy, đó là clip dẫn chứng cho mình luyện người, luyện bia người. Bia càng nhiều, luyện càng nhanh. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip của kênh. Chúc anh em luôn sức khỏe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và nếu anh em nào có yêu thích mình thì hãy đăng ký kênh, bấm chuông cũng như like clip ủng hộ mình. Và các bạn nào cần về luyện dịch vụ luyện skill thì ngoài cái việc mình làm YouTube ra, làm các clip YouTube chia sẻ hướng dẫn cho anh em, thì mình cũng làm thêm dịch vụ luyện skill để gọi là kiếm miếng cơm manh áo. Anh em nào ủng hộ thì hãy EB cho mình. Xin cảm ơn các bạn và xin chào anh em.